đến các bạn của mình cũng như chế đến mười mấy triệu. Trong con gái bán gì? Tiền này mua đâu mua cho? Hả? À, có. Thôi thôi, đéo mua đâu. Mày đi đâu? Tiền đi đi. Một trong hai thằng mà mày cứ lại diện đi nào. Chơi nó môi trường đâu? Chạy ra siêu thị mua mới về tối ăn. Mày đâu có sáng học tù đâu. Người ta 20.000 tao mua cho. Người ta 20.000 tao mua cho. Mày cầm 30.000 tao đây. Cái gì? Mày cầm 30.000 tao thằng mày. Anh đi, sao mày đòi tao rồi? Anh không trả tiền em 20 nào. Thằng này tự nhiên mày thì bảo tiền chứ. Mua anh mì đấy nhá. Tùng ơi, mua nhỏ nhá. Lộn chúng mua